Yêu thương kia giờ cũng đã cũ. Thanh xuân em trao hết cho ai? Mình sẽ chơi ngủ chiêu chiêu thì yêu mắt. Ok anh em ơi. Ủa, tối rồi anh em ạ. Trời hôm nay tối rất sớm anh em ạ. Đấy. Mới có mấy giờ thôi mà trời đất tối anh em ạ. 2 giờ. 2 giờ mà giờ mới có 5 giờ anh em ạ. Giờ mà mới đến 5 giờ thì nên là 3 giờ chiều. 3 giờ chiều thì nó sẽ rất là mát. Anh em nhìn qua cảnh quay nhà mình không? Rất là mát luôn. Mát như chưa từng thấy. Chưa từng có em nghe em blog. Bởi vì sau chiếc điện thoại danh bạ đâu còn tin nhau. Bao yêu thương kia giờ cũng đã cũ. Thanh xuân em trao hết cho người. Bao nhiêu lớp nhà, bao nhiêu hy vọng em trao hết ai. Cảm ơn em đã rời xa ai. Trong lúc em cần em nhớ ai. Cảm ơn em đã buông vòng tay để anh thấy kiên cường hơn anh hùng. Đây là tầng 3 anh nha, tầng 3 rất là mát luôn. Đấy, giờ mình sẽ út ở cái nắp chai anh em nha. Thử nắp chai xem nó cháy không anh em nha. Đấy. Đấy, đây là cái nắp chai rồi. Được 20 gái rồi. 20 ấy. Ấu ôi. Cái gì? Đi. Đi. Mày em. Đừng nói quá. À, năm rồi nó cứ chửi bậy lên. Ôn con này. Ôn con nó cứ chửi bậy lên anh em ạ. Mấy cái rồi anh Quyến? Không biết, chắc được chục cái thôi. Đợi quay nốt ngày nữa. 2 phút nữa. Nắng quay. Ấy đây. Chắc quạt trên nhà không để không nha. Quạt thằng nào bắt? Thằng nào bắt? Quạt trên nhà đâu bắt? Đâu teo teo teo. Chưa đợi quên không tắt để làm nên tắt hộ tôi nè. Đéo. Thằng bạn mình rất mất dạy anh em ạ. Bạn bè như biện bà. Đưa xin hơi đấy à. Đéo. Một phút nữa anh em nhá, mình sẽ quay một phút nữa. Không. Đẹp. Mình sẽ quay một phút nữa anh em nhá. Quá rồi, bắt đầu. Ok anh em ơi. Không ấy. Giờ mình sẽ làm bi thuốc nào cho nó phê. Phê loài. Đứng. Hòa đâu rồi? Cho thôi, chẳng cần. Thôi, bắn thuốc nào nó sướng. Ăn thức nào sướng như vậy. Thôi thôi. Cái cày sướng thì thôi. Đấy. Bày ra. Ok anh em, xin chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp anh em ở video sau. Bày ra thở oa.